Rồi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh tình hàng bãi của em. Hôm nay em về được một số thiết bị CB Automat chống giật của nội địa Nhật anh chị em nhé. Và hình thức mua hàng bên em, những cái mặt hàng này là em sẽ ship COD cho anh chị em, nhận hàng trả tiền cộng thêm phí ship. Anh chị em lưu ý nhé, không bao ship. Và em xin nói luôn là anh chị em rất là nhiều người hỏi em là chưa chi đã vào hỏi cái câu là mua hàng có cho thử hàng hay không, và em nói luôn là không. Đó, bởi vì khi mà hàng đi á là em đã tự giác là em đánh vào cái chỗ phần cho thử hàng rồi, nên là ai mà hỏi cái câu đó em rất là mẫn cảm, em trả lời luôn là không, chứ không phải chảnh chó đâu, bởi vì ai cũng vậy thôi. Đó, còn chắc chắn là những cái hàng này mua bán là phải ok rồi thì em mới tồn tại được tới bây giờ, chứ không có phải ngày một ngày hai, nên anh chị em yên tâm. Nhiều còn anh chị nào mà không thích thì thôi, mình không mua, chứ còn đừng có vào hỏi tới hỏi lui rồi làm mất thời gian của nhau. Đấy, không phải em tránh hay như này đâu, vì em cũng rất là bận, rất là nhiều công việc, nên là anh chị em thông cảm nhá. Rồi, đầu tiên ở bên đây đó, bên đây là cái này là cái loại này là loại 30A cốc đại đó, 30A cốc đại, loại này là 20A cốc đại, loại này là 30A vuông nhỏ, còn bên đây là vuông lớn này. Đó, em về được rất là nhiều loại, em về thì nhiều át lắm, nhà em này át thì nhiều lắm, anh chị em mua loại nào cũng có, nhưng mà cái này là mới về nên là em giới thiệu. Tất cả hàng này thì em đã cập nhật trên Shopee anh chị em nhé, đã cập nhật trên Shopee, anh chị em nhớ bấm vào cái nút ở dưới đây này, cái dấu mũi tên gạch xuống đó, thì anh chị em bấm vào đó, có link Shopee, anh chị em mà cần mua trên Shopee thì nó được giảm giá ship hay sao á, để anh chị em bấm vào đó để mua trên Shopee nhá. Còn đây là em bán trực tiếp, anh chị em nào alo cho em. Và hình thức mua hàng của em là ship code, không bao ship nhá anh chị em nhá. Rồi, đây là cái con cốc đại 30A hàng của Mitsubishi. Đó, hàng này cốc đại 30A này, hàng rất là đẹp này, liền lạc này, vừa gài vừa bắt vít được anh chị em nhá, hai chân thôi, vừa gài vừa bắt vít được, liền lạc, không bể không vỡ không sứt gì nhá. Hàng này còn rất là đẹp, còn rất là ok, và độ nhảy rất là cao. Đó, video nào em cũng thử rồi chứ không phải sợ về cái vấn đề này đâu. Cái này cái nào cũng đã thử đi rồi, em đóng gói bảo quản như cho anh chị em như thế này này. Đó, và giá một con như thế này là 200.000 nhá anh chị em nhá. Đó, giá là 200.000 một con, nhiều nơi khác sẽ bán rẻ hơn, nhưng mà tùy vào chế độ bảo hành của anh chị em. Em bảo hành cho anh chị em là 1 năm 1 đổi 1, còn ở đâu bán như thế nào thì em không cần biết. Đó, ai cảm thấy chỗ nào tin tưởng thì mua, còn không tin tưởng thì mình thôi, không mua vậy thôi, chứ không có gì mà phải bàn tán tới lui, không hay. Rồi, tiếp theo là cái hàng này là hàng cốc đại 20A. Đấy, những hộ gia đình nhỏ thì mình lắp những con này rất là ok, và những con này chỉ có giá là 120.000 một con thôi. Đó, rất là rẻ. Đó, cốc đại 20A. Như những con này là của hãng Toshiba này. Đó, con này của hãng Fuji này. Còn con này là của hãng Kawamura này. Đó, toàn của hãng của Nhật thôi. Em chỉ chuyên bán hàng Nhật. Đó, anh chị em yên tâm. Rồi, những con này là giá là 120.000 một con. Còn đây là hàng vuông nhỏ. Hàng này thì chỉ bắt vít được thôi anh chị em nhé. Vuông nhỏ 30A. Đó, chỉ bắt vít được thôi. Đó, hàng này thì chỉ bắt vít ở trong tường thôi. Vuông nhỏ 30A là chỉ có 2 dây này thôi, bắt vít ở trong tường thôi. Hàng này em đang bán cho anh chị em là giá 150.000 một con anh chị em nhé. Bảo hành cũng 1 năm 1 đổi 1 hết. Đó, hư đâu nào em đổ đó cho. Còn đây là hàng vuông lớn. Vuông lớn 30A. Đó, những hàng như thế này nó sẽ có 3 dây. Anh chị bỏ cái dây giữa giúp em. Cái dây giữa này mình không lắp nhá, và lắp 2 dây biển bỏ dây giữa. Hàng này thì em đang bán có giá là 160.000. Đó, anh chị em nào có nhu cầu thì xin liên hệ em. Em về được đây, người này. Anh chị em nào có nhu cầu thì mua trên Shopee thì anh chị em cứ click phía dưới này nhá. Em đã cập nhật tất cả lên Shopee rồi. Anh chị em mua Shopee, thứ nhất ship nhanh, thứ hai phí ship rẻ hơn. Đó, anh chị nên mua trên Shopee. Đó, Shopee để dưới này anh chị em nhé. Rồi, cảm ơn anh chị em đã quan tâm và theo dõi clip của em. Đó, thì anh chị em xem xong clip này thì nhớ cho em một like và một đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Chào anh chị em.